Xin kính chào quý vị, tôi là Hạnh Phúc từ Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Người Việt Nam Châu. Trong chương trình hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2013, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Cộng đồng người Việt Nam và Mexico tại Mỹ giao lưu văn hóa. Trò chuyện với nhà sản xuất phim Trần Trọng Dần về việc làm phim ở Việt Nam. Tiểu thương người Việt tại San Jose, Hoa Kỳ vượt qua khủng hoảng. Thưa quý vị, mới đây cộng đồng người gốc Việt đã có buổi giao lưu văn hóa với cộng đồng người gốc Mexico cùng chung sống ở quận Cam, bang California, Mỹ. Cộng đồng người Việt và cộng đồng người Mexico là hai cộng đồng cư ngụ tại hai thành phố liền nhau là Westminster và Santa El. Các siêu thị, nhà hàng, tiệm phở, tiệm giặt ủi của người Việt cũng có nhiều nhân viên người Mexico đang làm việc. Trong buổi giao lưu văn hóa gần đây, cộng đồng người Việt đã biểu diễn những màn hát quan họ Bắc Ninh, múa quạt và múa nón, trao nhau tiêm trầu cánh phượng. Trong khi đó, cộng đồng người Mexico cũng có những màn múa truyền thống rất đẹp và sôi động trong trang phục dân tộc đa màu. Đây cũng là dịp để thúc đẩy hơn nữa tình cảm của hai cộng đồng hàng xóm, chan hòa và gắn bó sâu sắc. Wendy Nguyễn lớn lên ở Mỹ và đang sống tại San Francisco. Cô là fashionista có tiếng trong làng thời trang, sở hữu kênh YouTube riêng với các video hướng dẫn mix trang phục, bí quyết bảo quản đồ hay thể hiện phong cách cá nhân. Nàng fashionista dễ thương này có phong cách nữ tính sang trọng và dù phối đồ theo style trẻ trung, tinh nghịch thì cũng không kém phần thanh lịch và thời thượng. Mỗi ngày, Wendy tích lũy kinh nghiệm về thời trang bằng cách quan sát thiên nhiên, kiến trúc nghệ thuật và mọi người xung quanh. Thiên nhiên dạy cho cô cách chơi với màu sắc, kiến trúc mang đến hiểu biết về nghệ thuật sắp đặt và đặc biệt, cô được truyền cảm hứng rất nhiều từ thời trang đường phố. Nhưng tất nhiên, mỗi ý tưởng được rút ra đều mang dấu ấn riêng của phong cách Wendy Nguyễn. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của cô đã thu hút hơn 40.000 lượt đăng ký theo dõi và vượt mốc 46 triệu lượt xem. Thưa quý vị, Ngô Gia Trung quê gốc ở một làng quê Bắc Bộ của Việt Nam nhưng học tập và định cư ở Canada đã 40 năm. Hiện ông là một doanh nhân gốc Việt thành danh tại đây với những sáng chế trong ngành kỹ thuật hàng không. Doanh nhân Ngô Gia Trung từng tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật hàng không ở Montreal, Canada, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ông Trung gia nhập hãng Bombardier từ năm 1992, sau khi chuyển từ một hãng máy bay nhỏ hơn cũng tại Canada. Gia Trung từng làm phó chủ tịch nhóm chiến lược và phát triển kinh doanh của Bombardier Transportation từ năm 2001. Từ tháng 10 năm 2005 đến nay, ông Gia Trung là phó chủ tịch mảng marketing và truyền thông tại hãng này, nơi chủ yếu sản xuất máy bay dành cho những đại gia của thế giới. Điềm đạm, tài năng và đam mê điện ảnh, nhà làm phim Trần Trọng Dần, Việt Kiều Mỹ đang tìm hướng đi riêng để khẳng định chỗ đứng cho mình. Phóng viên VTC10 Net Việt đã có cuộc trao đổi với anh về việc làm phim ở Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào anh Dần ạ. Cảm ơn anh rất nhiều đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện này. Dạ, xin chào Nhung. Trở về nước để sản xuất bộ phim đầu tiên là Ngôi Nhà Trong Hẻm ạ. Những cái điều kiện về môi trường, về xã hội của Việt Nam ấy có ảnh hưởng đến anh như thế nào ạ? Về Việt Nam làm phim Ngôi Nhà Trong Hẻm thì cái môi trường Việt Nam nó ảnh hưởng nhiều chứ. Mà chính như vậy là cái lý do tại sao mình làm cái phim đó ở Việt Nam á. Tại vì mình muốn những cái mà mình phải tiếp xúc hàng ngày với cái không khí, cái cảm xúc đó, thì nó sẽ liên hệ vào cái phim mà lúc mà khán giả xem đó. Anh đánh giá như thế nào về những cái hoạt động của những nhà làm phim Việt Nam trong nước ạ? Có rất là nhiều người làm phim Việt Nam rất là tốt mà mình chưa có dịp quen biết hay là xã giao. Mình chỉ có biết một số hay nào đó thôi. Thì hy vọng tương lai mình có cái dịp mình hợp tác. Nhưng mà lúc mà dừng làm trong cái hội văn hóa Việt Mỹ mà tổ chức cái liên hoan phim 2011 á, thì xem nhiều cái phim nhận thấy là trời ơi, cũng quá hay, có nhiều cái phong cách và những phim của anh Bùi Thạc Chuyên, những phim của anh Phan Đăng Di, mình thấy cái đó là cái họ có cái phong cách rất là hay, mình rất là cảm phục. Vậy. Nhưng mà nếu phải nói về một góp ý, một cái cải tiến để cho điện ảnh của Việt Nam ngày càng tốt hơn thì anh sẽ nói điều gì ạ? Không có sự đầu tư mà dồi dào thì những cái phim mình làm được nó cũng bị giới hạn nhá. Và những cái phim mà nó không có đủ đầu tư rất là khó cạnh tranh với những cái phim khác hiện giờ có thể hiện ở Việt Nam. Nhưng nghĩ là
nếu mà mình một cái ekip đó, mà có mọi người mà cùng ý với nhau như vậy, tức là mình chỉ làm, mình có thể mình không có để ý tới thời gian, có thể mình, nhưng mà mình chỉ có chú ý tới cái sản phẩm mà nó ra thôi thì nó tốt hơn. Xin cảm ơn nhà sản xuất Trần Trọng Dần rất nhiều vì đã dành thời gian cho chương trình ạ. Chúc rằng những dự án mới của anh về những bộ phim tiếp theo làm tại Việt Nam sẽ càng ngày càng nhận được sự ủng hộ của khán giả. Cảm ơn Nhung rất là nhiều. Rất cảm ơn Nhung đã cho những cơ hội để nói chuyện bàn cãi về điện ảnh. Rất là vui. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của nhà sản xuất phim Trần Trọng Dần. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với San Jose, Hoa Kỳ để tìm hiểu về việc làm ăn của tiểu thương người Việt. Thưa quý vị, khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn đang chứng tỏ tầm ảnh hưởng của nó đến mọi thành phần trong xã hội, từ ngân hàng, doanh nghiệp đến những tiểu thương hay hộ kinh doanh cá thể. Những tiểu thương người Việt tại thị trấn San Jose, bang California, Hoa Kỳ cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng thích ứng và tự tin đối mặt với khủng hoảng để duy trì hoạt động. Nhìn các bản thực đơn phong phú ở đây khiến bạn lầm tưởng như đang đứng giữa các khu phố ẩm thực của Việt Nam. Chị Lộc sang Mỹ đã hơn 30 năm, mở tiệm cũng đã gần được chục năm. Nhà hàng của chị bán các món ăn đặc trưng của cả ba miền. Miền Bắc có món chả cá, miền Nam có lẩu mắm và miền Trung có món bún bò Huế, chảo tôm, bánh bèo. Những món ăn độc đáo của nhà hàng đã hấp dẫn nhiều thực khách tới đây. Nhưng hiện tại, chị Lộc cũng đang trải qua những ngày tháng khó khăn do khủng hoảng kinh tế, trong khi số lượng nhà hàng mở ra quá đông. Cách đây 5 năm về trước á, thì cái tiệm của chị làm ra đó thì rất là đông khách, nhưng mà bây giờ kinh tế nó khó khăn đó, thành thử nó cũng xuống. Đó cũng là cảm nhận chung của nhiều chủ nhà hàng mở quán tại đây. Quán bánh xèo Đình Công Tráng cũng trải qua quãng thời gian lượng khách giảm xuống rõ rệt. So với trước kia thì du khách bây giờ giảm xuống rồi, giảm cũng 1/3. Lượng thực khách đã giảm đi đáng kể do phải thắt chặt chi tiêu để đối phó với khủng hoảng kinh tế. Trong khi đó, số lượng cửa hàng lại mở ra khá nhiều, không chỉ trong các trung tâm thương mại mà còn cả trong các khu phố của người Việt. Điều này đã khiến nhiều nhà hàng lo ngại và chính họ phải tìm ra các phương thức để giữ chân thực khách của mình. Chị phải tìm tòi và thử cái món nào mà có vị nó là lạ đó để mình đáp ứng lại với là khách hàng, với là thêm thay khách hàng tới đây ăn nhiều á, chị cũng phải hay thay đổi món đó để cho người ta cứ thường xuyên tới mình hơn. Chứ bây giờ nếu mà bây giờ kinh tế xuống mà mình không có nghĩ những cái món gì khác đó thì đương nhiên mình đâu có thu khách được lại được nhiều. Mà tiệm của chị á, thì cái giá nó bán quay như là giá phải chăng, mà thêm thay đó mình á, khách á, tới là mình cũng tiếp đãi nồng hậu đó, nên người ta lưu luyến cái chuyện đó, là người ta trở lui hoài là vì như vậy đó. Nếu như trước kia việc đưa hương vị Việt sang California đã giúp cho nhiều người Việt gặt hái được thành công, thì giờ đây trước sự cạnh tranh lớn hơn, họ buộc phải sáng tạo hơn trong công việc làm ăn, thay đổi thực đơn, có thêm nhiều món mới mà vẫn giữ được chất lượng dịch vụ và giá cả phải chăng. Đó là cách những nhà hàng này thực hiện để ứng phó trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Chính sự sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh đã giúp cho việc kinh doanh chung của các nhà hàng này sớm ổn định trở lại. Cho dù doanh thu vẫn chưa thể đạt được như thời điểm kinh tế thuận lợi, nhưng với tình cảnh khó khăn chung như hiện nay thì sự ổn định đã là điều rất đáng được ghi nhận. Những thiết kế thời trang độc đáo và lạ mắt của tà áo dài cách điệu từ ý tưởng của áo tứ thân của nhà thiết kế Đức Hùng mới đây đã được Á hậu của Thi hậu Thế giới Người Việt 2010 Phạm Thúy Vi trình diễn trong một sự kiện văn hóa của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Những hình ảnh đẹp này cũng thay cho lời chào kết của chương trình Người Việt Nam Châu ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.